Phoenix Robot. Đây là combo mang sức mạnh máy móc của robot cũng như sức mạnh của ngọn lửa bất diệt là Phượng Hoàng. Phần Phượng Hoàng thì đặc trưng mình thấy nó giống với lửa hơn. Chỉ có duy nhất là phần vai của nãy được điểm tô bằng những chiếc đuôi vẫy Phượng Hoàng với tông màu chủ yếu là tông màu đỏ. Không quá nhiều đặc sắc, nhìn nó giống như ngọn lửa hơn là một con Phượng Hoàng. Và phần tai robot thật sự điểm nhấn của form này, với phần cả bàn tay nằm ở bên phần mặt trái cũng như là nguyên một cánh tay robot khổng lồ, nguyên máy móc trên phần thân với những chi tiết vô cùng cơ khí và sức mạnh to lớn mà nó mang lại. Khả năng chính của form này là dựa trên sức nóng của Phượng Hoàng. Mặc dù mình thấy đòn này được sử dụng khá nhiều từ hình dạng của ninja với thanh niên Bokuto, dồi xịt của bình cứu hỏa, nhưng sự ưu việt của hình dạng Phượng Hoàng bay lượn bằng lửa tạo ra cũng như điều khiển được hướng lửa tấn công kẻ thù ở phạm vi khá xa và linh hoạt hơn hai form kia. Phần tai robot ngoài việc sức mạnh trâu bò đến từ máy móc, nó còn có một độ chính xác tuyệt đối. Cả hai kết hợp lại với nhau để tạo những đòn tấn công diện rộng và cực kỳ chuẩn xác. Đòn tất sát của form này, anh sẽ lao lên bầu trời với nguồn lửa từ Phượng Hoàng tấn công cái hồ liên tục để nghiền ép chúng.